Chào mừng các bạn đến với mình là gió bé. Tục đi con băng giá nha em. Đi đâu mà gọi mà vàng? Chạy nha bạn. Mày cứu hả mày? Knock out hai người. Đi chơi lại cứu đâu? Giữ xe máy giống lại. Đi nữa kia đi rồi biết. Rồi một em. Một em nữa. Mới lên mà ta. Đi đâu mà gọi mà vàng? Mình đem nó về đây mình đang ở số máy. Cái lấy số máy. Sau lưng mình á. Mình phải đúng không? Hay lựa chọn thôi, chỉ có hai bên mà họ cứu rồi một kia máy à. Nhiều là con gái vậy phải, đeo mặt nạ nè. Mà trên đây một cái một người nữa, cái sau lưng bên đây rồi. Phải nó liều á. Chúng nó trước đi. Không. Chúng nó đi trước. Tao thấy mày nha. Kìa nó không cứu luôn hả? À, nó không có được. Giá thì nó bằng giá nè.
Bài cũ đâu? Mọi nước nè. Là gì ta? À, hàng băng hả? Ừ, không có lạnh vô. Mày hãy giấu ra. Đâu có đi. Mày sửa máy hoài mình hốt hết chứ. Mày sửa máy hả mày? Thì bỏ đi, hút gió, nước, éo, quên nữa. Cảm ơn các bạn đã vô đây với mình. Tụi nó xem clip mới nhất nhé. Chào mừng các bạn đã cho mình là gió với hè. Má sợ vũ khí hả? Sợ vũ khí. Người cho người là quá không trời nè. Chuyển cái gì chứ tóc biến đi hả? Cô gái mù, mỹ nhân, bé gái, mỹ nhân ngư, tên nó đẹp quá. Một người bé gặp ở nhà đây. Gọi đúng không?
Anh cứ nói dễ dỗ cái này đó. Nó trốn ở đâu á? Đây nè. Hé sọt. Mơ đi Diễm. Hay chạy lắm. Ba có lẹ nó trong nó làm mình khó chịu. Đặt cây lao xuống. Đi rải nước. Cứu làm gì? Cứu làm gì? Biết lắm mà đây à. Cái bụng gì đó kia khùng quá vậy ba. Quên. Bột về chỗ rồi.